Quá trời đẹp rồi. Hello mọi người, ở đang đứng đang ở cái thánh thất cao đài của Tây Ninh, nhưng mà ở đây rất có một cái khuôn viên, ở đây là khỉ quá trời luôn, không biết sao mà khỉ ở đây ta nuôi, không khỉ ở đây khỉ quá chừng luôn hả, chắc ta nuôi á, chắc ở đây ta nuôi á, nuôi tự động cấm săn bắt khỉ nè, cấm săn bắt bẫy bắt khỉ. À, đây là không được chọc phá khỉ đó. À, ở đây hiện giờ mình đang đứng ở trong cái khuôn viên của thánh thất cao đài Tây Ninh, thực sự là ấn tượng, rất là đẹp. Nhưng mà ở đây là mình chỉ quay phim chụp ảnh ở ngoài thôi chứ không được quyền vào ở trong. Thì đây thì như buổi chiều nào ở đây nó cũng có lễ của những người hình như là vậy đó, những người mà bận áo dài nam cũng như nữ. Thì nhưng mà cái thánh thất cao đài Tây Ninh này là người đàn ông hình như là búi tóc thì phải, cũng không rành lắm nhưng mà búi tóc thì phải, rất là đẹp nguyên nga. Và ở đây cũng gần như là một công viên dài, đây là một cái công viên như hình như là công viên, tất cả những người ta vừa du lịch thì vừa hóng mát này, buổi chiều họ đi ra đây rất là đông. Và cái thánh thất này có một cái bề ngoài rất là đẹp xuất sắc, nó là một cái công trình mình cảm thấy là rất là hay, từ những cái chi tiết nhỏ nhặt giữa của cái cột, rồi những cái mà thờ giữa bức tượng trên kia, những cái hoa văn này kia là tuyệt vời. Và xa xa bên kia nó có cái bãi giữ xe thì phải, rất là hay đó. Đấy đây ok mọi người, mình có mặt tại Tây Ninh rồi đó, tại thánh thất cao đài Tây Ninh, nhưng mà mình chưa có vào trong mới được, mình ở ngoài mình chụp hình ok, là ngắn gọn vậy cho mọi người hiểu mình có mặt ở đây để mình chiêm ngưỡng thôi, để mình chụp mấy bức hình vào.